tiếp tục live sáng của ngày 29, em xin phép chào tất cả anh chị em nhé. Được live lên một con áo của không quân, chiếc vải kaki này. Ở đây có tem nha, tem này, hàng của lính Mỹ nha anh em. Em chuyên bán đồ lính Mỹ đã qua sử dụng, vai của nó là 49, dài áo là 80, 49, 80, dài là cao trên 1m7 nha. Áo của không quân thì 4 cái túi, mới và đẹp luôn, mới và đẹp nha anh em. Nhưng mà có 2 cái tem thì con này được 150 tiền tem rồi đó. Con áo còn 93 đến 96%. Em sẽ đọc con áo này coi giá bao nhiêu nhá. Vai 49 là 70 đến 80 ký. Chốt cho em con này 250, mã 62. Vậy là con áo chỉ còn có 100 nữa. Trên áo mất tiền tem, mất 150 rồi. Ai em thì chốt cho em ạ. Tiếp một con này là lá cây rừng ngụy trang nha. Anh em nào thích đi vào rừng ngụy trang, để người khỏi biết và vật khỏi biết thì chốt con này này. Con này ở sau lưng thì em để em coi cái tem này, nó là made in gì ta? Made in China, China nha. Quần này của China không phải của Mỹ đâu. Dòng này ở đây là sử dụng bằng dây kéo, chất vải kaki mềm mại nha anh em. Dây kéo thì như kiểu vip đồng hóa á. Kéo này là dây kéo như của thằng Mỹ á. Cái bụng của nó là 88, 2 túi trước và 2 túi sau. 2 túi trước và 2 túi sau. Khoan quần này em thấy có lủng lủng rồi. Quần nhìn mới mà lủng hết rồi. Dài quần là 106. Ha, quần này nhìn đẹp lắm. Nhưng mà phát thấy một phát lủng đây nè. Anh em nhìn thấy không? À, từ từ đây nè. Có một lỗ rồi nha. Quần thì đẹp lắm, đẹp quá trời quá đất luôn này, mà nó lủng mất lỗ mới tem. Giờ bán con này bao nhiêu? 150 mã số 1 nha nhé. 150.000 mã số 1. Bán rẻ luôn. Không có cái bút nào viết nên hồn nó trời. Không có để cái bút ở đây mà viết nữa chứ. Rồi tiếp một con rần ri vải caro của lính Mỹ nha anh em. Con này là Mỹ chắc luôn này. Vai 49, dài áo là 77. Chiếc vải caro nha, của lính Mỹ này. Ở trên vai có một con là mã đẹp chưa? Hai tem, wow đẹp quá. Rất là mới luôn. 3 cái tem. Con này mà anh em lấy cặp tem này lên áo mời số lâm mới thì thôi rồi Lượng ơi. Cái tem đẹp quá. Tem bình thường áo màu số 5 anh em cứ hay mua cặp tem mà không có. Cặp này quá đỉnh, mới và đẹp tuyệt vời ông mặt trời luôn. Không, cái cặp này và con này thì được 200.000 rồi đó. Con này 100.000 này, 200.000 tiền áo rồi đó, tiền tem rồi đó. Con này 70 đến 80 ký. Và 300.000 mã 60. Vậy là con áo này chỉ có 100.000 thôi. Ai chốt về mà lấy cặp này thì thôi rồi nhá. Lên màu số 5 mà đẹp á. Trời ơi, quá trời quá đất. Tiếp một con áo này là áo gì mà số 5 màu ô liu, thân đồng cổ đồng. Con này thấy xanh lè nhưng mà không biết là sao đây. Con này là vai của nó là 58, dài áo là 78, 58-78 nha nhé. Con này có lót đi kèm này, nhưng mà con này hình như không phải của Mỹ đâu. Size medium regular. Con này nhìn nó tem này, mũi keo. Tem thì mới keng nhưng mà chất này là chất ni lông. Và hàng cấp phát thì không có cái chất liệu này đâu anh em ạ. Hàng cấp phát thì không có chất liệu này nha. Lót thì còn mới keng này. Lót mới cứng luôn á. Và khóa kéo của nó là dòng này thì chắc chắn là không phải là hàng cấp phát rồi. Tức là con này không biết của ai. Nhưng mà rất là xanh nhá. Xanh lè luôn này. Màu xanh như cái thằng đời 67 á. Mới kít luôn. Chưa có vết in lúc, chưa có cái gì hết. Dây trên chùa, cái dây của nó này, dây trên dây dưới mới tem. Wow. Nhưng mà trên cái tay này anh em nhìn thấy không, áo thì mới nhưng mà cái chỗ này như kiểu hàng tồn kho mà bị ố thấp, nó he he này, như kiểu là nám lửa đấy. Xinh lè, xinh lè. Được có một cái tay là bị vậy thôi nha, tay thầm thì chưa có vết lớp luôn này. Quá đỉnh. Con này nếu mà không bị cái tay này thì
dù sao con này duyệt đỉnh luôn ha, nó bị cái tay này là như kiểu nắm nắng nắm lửa đó. Medium rare cao 1m7 trở lên và cái cổ có một chút dơ nhẹ nhẹ, có một chút dơ như kiểu nám thôi chứ không phải là dơ đất. Xanh lè có lót nha, nhưng mà báo cáo con này không phải của lính Mỹ đâu. Nếu mà của lính Mỹ thì tem của nó bằng chất liệu nó khác, con này cái tem nó khác. Không, nhìn cái ống tay này, áo thì xinh quá trời và đồ mới quá cao, mà nó bị cái phần này. Thôi, chốt cho em con này giá 500.000 mà 73, cái lót được 300.000 nha em, cái áo có 200.000 nữa thôi nha. Con này tha hồ anh em mình, thực ra nó tiếc cái này quá, nó nhẹ thôi, nói chung là cũng hơi chọi chọi một chút rồi đấy, hơi chọi chọi một chút nha. Chơi con này thì đầy đủ cả lót cả lính đây này, một con 165 không biết nước nào. Chốt cho em 500.000 có cả lót cả liếc luôn. Nói đúng là cái lót này nó có chất ni lông thì cứ bán vậy đi đâu được. Thế một con này không quân của lính Mỹ nha anh em, cái vải caro vai của nó là 45, dài áo là 80. Cái cổ anh em dòm này, cổ đều màu không có dơ nha. Wow, 1-2 tem áo đều và đẹp, chất vải caro 3 tem, sau đều và đẹp 4-5 tem, 93-96%. Vai 45 thì 60-70kg thôi ạ. Con này 4 túi nha, 4 túi 60-70kg, mới 93-96%, 300.000 mã 63. Ai thích thì chốt cho em 300.000 mã 63. Tiếp một con ngụy trang nữa này. Con này thì chất vải nó dày như quần bò luôn, còn con hồi nãy thì chất vải nó mềm mại nha. Con này như kiểu đồng, 246 cái túi. Con này là bụng 94 và căng hết cỡ là 96 nha anh em, dày như bò, dày như quần bò. Dài quần 106. Con này mới chất này. Đó, hai bên đều đẹp hết nha. Ai thích ngụy trang, có nhiều người đi đi vào rừng bẫy thú là phải ngụy trang nha, khi mình núp để cho nó không biệt, không phân biệt được người đang rình mò nó, hoặc là anh em làm đặc vụ đặc vụ gì đó thì cần phải núp người á. Ở sau này có một miếng da nguyên hình này, nguyên da này 300.000. Wow, rồi con này vẫn bị lủng một phát đen luôn. Trời ơi, nó đẹp như vây mà còn lủng một phát này. Rất là đẹp nha, tiếc quá. Theo em thì về anh em chỉ cần gỡ cái túi này ra ha, chôm một cái túi cốc này mạng vào đây luôn, bởi vì nó là ngụy trang mà. Ngụy trang khi anh em mạng vào đây thì cái bệt loang loang không nhìn thấy được anh em mạng đâu, và may vào đây một cái túi kiểu nó cũng chả có sao à. 150.000, 300.000 giờ 150.000 mã 74. Thông cảm vì em lại không có để bút ở đây nữa chứ. 150.000 rồi, mã 74 nha anh em. Tiếp một con áo sơ mi của kaki của lính sa mạc, chất vải kaki nha, hàng của lính Mỹ nha anh em. Vai của nó 45, dài áo 73. Lính sa mạc này em thấy thấy lính Mỹ là sa mạc 3 màu và sa mạc 7 màu đều chung một quân đội, chung một một đây ở đây nó bị dơ một chút nha anh em. Bên này nó bị dơ một chút nữa này. Dơ một chút, chung một đội luôn á. Như thằng sa mạc đá thì tướng ha. Ông này cũng có ông tướng, nhưng mà tướng của thằng này lại sau cái thằng sa mạc 7 màu, vai nhỏ hơn, chức nhỏ hơn. Con này là 50-60kg, mới đều và đẹp 93-96%. Chốt cho em 300.000 mã 66. Mã 66 tiếp. Trời ơi, một cái lót của Philop này. Nhìn này là khoe lắm rồi ha, lông người lá này.
dày và ấm nguồn lót Philos, lót của Philos. Cái nút của nó màu nâu nha anh em. Anh em ở đây mất hai nút, 4-6 cái nút mà mất hai cái nút rồi ha. Nút này giống nút áo Badassi và Paka. Vai của nó là 46, dày và ấm nha, dài 67. Ở trên cổ này thì nó đúng rồi, anh em có thể đưa kim mang lại ok nha. Con này nếu mà không có áo không có áo Philos thì anh em bật áo này thay áo ấm là quá đủ rồi. Nó dày nó bệt như thế này thì thôi rồi, ở ngoài là một chất dù. Cái chất ngoài là chất dù của thằng Philos ấy. Cực đỉnh màu xanh lưu luôn nha. Đẹp quá, em đo vai về chiều dài. Cho những ai mà mua áo thôi, vai 46 và dài áo là 68. Ngoài cái bo ra không có cái lỗ gì hết và bị hai cái cúc nha. Con này chê một điểm, hơi bé đó. Em mà bận không vừa thì mấy anh nhìn sao bận vừa hai cái túi này, lúc thì cài lại là ok luôn phải không ạ? Nó cài bằng cái vọc này mà nó bé đúng không? Em bận là không có lọt thì chỉ được 50kg thôi. Áo này chỉ được 50kg mà cái nút này này. Em góp ý là anh em đưa cái cúc này đơm ra đây cho nó rộng một chút, đừng có níu ở đây. Đâu có cần thiết phải níu qua đây. Xích đơm nút lại đây. Đấy, để cho thoải mái thì 50 đến 60kg nhá. Cho nó thoải mái đúng không? Rồi, chốt cho em con này 700.000 mã 64. 64. Tiếp một con không quân chất vải caro nha anh em. Không quân chất vải caro nha. Hàng của lính Mỹ và mới đẹp này. Vai của nó là 48. Dài áo là 75, 48, 75 cái cổ này. Một hai tem và tem tên là nó gỡ mất tiêu. Áo còn rất là mới nha. Con này mới 93 đến 96% gỡ tem thôi. Nó chỉ gỡ tem thôi. Nó mượn mà. Nhiều khi thiếu mượn rồi trả bao giờ trả thì chưa tính. Hai cái tem. Con này là 70 đến 80kg. Nếu mà bụng to thì phải 76-70kg thôi. Chốt cho em 250 mã 72. 250.000 mã 72. Tiếp một cái quần này là thời trang, không phải có phát lý Mỹ nha. Ở trong này là con này là mùa đông. Có cái lúp lót ở trong này. Cho anh em dùng cái lúp lót này à. Và dây kéo đồng, dây kéo xỉn đồng hoa ấy. Và cái dây kéo này hình như của Mỹ ta. Không phải DAT. Không phải của Mỹ đâu. Em tưởng của Mỹ á. Nhìn thấy giống y hệt dây kéo của cấp phát lấy Mỹ luôn á. Con này thì 6 túi. Vải dày nha. Con này báo cáo anh em, nếu không thích bẩn mùa đông anh em cắt cái lót trong và vứt bỏ nha. Không cần mùa đông, mùa hè chơi luôn. Anh em cắt cái lót trong là bao ok rồi. Chất vải cực kỳ dày dặn, bụng là 90-92. 6 túi hộp và ống quần của nó là 22. Dài quần là 110 nha em. Đấy, đẹp không? Có ai thích bệt này không? Bệt này quá đẹp mà, bệt to luôn á. Nhưng mà không phải hàng cấp phát nha, thời trang. Rồi ai hơn con này chốt cho em 250 mã 71. Con này thời 93-95%. Tiếp một con áo kaki của Linh Mỹ, Vanry. Vai 50 là 70-80kg và dài áo 78 là cao trên 1m7 anh em. Medium rêu lên. Đấy, mới quá. Mới, rất là mới cái đường chỉ này. Còn mới tấp luôn. Mới lắm. Con này 93 đến 96%. 70 đến 80kg và cao 1m7 trở lên là vừa con này. Rồi ai ưng chốt con này dùm em 300.000 mã 70. 1-2 cái tem. Được có 2 cái tem được 100.000. Chốt dùm em con này 300.000 mã 70 nha. Tiếp một con mời sâu lầm.
lại là con này, mờ sơ lâm di kiêu nhôm. Con này là đời ba tên, không cầu vai. Con này là cầu vai, nó may lên nhá. Nó may lên cùng là chất vải mờ sơ lâm. Nhưng mà ông thiến từ một con áo mờ sơ lâm màu cỏ úa đắp qua cái con màu này, à, dây kéo nhôm. Và con này tem hiện tại là đã mất dây kéo nhôm, nhưng mà đầu khóa của nó cũng mất tiêu luôn, tức là cái củ khóa nhôm này mất này, mất này. Anh em có thể mua áo này về và bỏ vào đây một cái đầu khóa nhôm là sử dụng được ha. Ở cái đầu cài thì ngon lành rồi này, dây trên còn đi dưới còn, và trong này là vải satin, vải satin đấy. Ba tem này, tem trên cổ là 1-2 tem và 3 tem. Tem này tem to mà nó mất, 3 tem là tem to là nó mất luôn nha. Em sẽ đo vai để biết con này là size gì nha. Vai con này 53 là medium, 7-80kg. Dài áo 80 là medium regular, cao 1m7 trở lên nha. Đấy, cái cổ này em thích thì để, mà không thích thì mở ra cho nó riêng cũng được. Nhưng mà ông này ông thích cầu vai cho nên ông may cái này vào. Thực ra là nguyên một cái cầu vai của một con áo mờ sơ lâm khác cũng không phải là dễ mà có đâu. Cái chất vải của mờ sơ lâm này là chất vải pha satin, chứ không phải là chất vải mấy cái dòng mà... Nói chung con này là mùa hè bệnh rất là mát. Cổ đuôi cá này, mùa hè bệnh rất là mát. Nhưng mà mùa nó chuyển đổi hai mùa phù hợp luôn. Mùa nào nó cũng thầu được hết, mùa nào nó cũng thầu được hết, đều và đẹp nha. Có cái là nó gỡ tem thì có cái vệt keo, vệt gỡ tem một chút thôi. Con này là chuẩn 566. Ở ngay cái chỗ này nó bị lủng một lỗ nhỏ siêu siêu này. Đây nó gỡ tem này, gỡ tem này, vết gỡ tem và chữ A vẫn xanh đều nha em, vẫn xanh đều nha. Con này là đều máu ạ, quá là đều luôn. Nó thiết kế những cái áo này mùa đông dành cho mùa đông, mà mùa hè dành cho mùa hè. Ở đây nó lủng một lỗ này này, nhưng mà con này lại sử dụng được hai mùa, mùa đông vẫn ấm và mùa hè thì mát ha. Cho nên mình bận con này mình không có sợ gì hết nha em. Rồi ai 70 đến 80 kg và cao 1m7 trở lên là vừa con này. Đời đầu của mờ sơ lâm hay còn gọi là áo mờ sơ lâm, và cái miếng dán này chắc chắn nó sẽ trùng, đúng rồi. Miếng dán này nó sẽ trùng với chất vải này nhé. Rồi, ai ưng con này chốt giùm em. Đố anh em đoán được. 600.000 thôi, 600.000 thôi. Con mờ sơ lâm đời sâu lâm, đời 65 nhá. Anh em chỉ cần bỏ cái củ khóa này vào thì hết hết mấy trăm đấy. Không biết mấy trăm này em quên mất tuổi, đừng có mà bán cho mình mà biết. 600.000 một con mờ sơ lâm, chốt cho em một con ASIU bay nhá. Không phải, con này ASIU thôi, không phải bay đâu. Còn một con ASIU chất vải caro của lính Mỹ, cái tem ở trong thì nó vẫn còn, tưởng bị rách rồi. Con này là vai của nó là 50, là 7-80kg và dài áo của nó là 74 nha anh em. 74 thì con này cái kiểu chiều dài của ASIU nó khác à. Áo còn đẹp, bên này cũng đẹp. Con này là 93 đến 95% và để em kiểm tra cái dây kéo của nó có ok không ạ. Rồi con này là 75 đến 85 vẫn được, nhưng mà bụng to thì 70 đến 80 nhá. 70 khoan, cái củ khóa của nó mất một, à đây, tưởng là mất một đầu thì vẫn ok. Rồi ai ưng con ASIU này chốt giùm em là 190.000 mã 67. 190.000 mã 67. Tiếp một con rừng riêng vải caro của lính Mỹ nha anh em. Áo nhìn đẹp lắm. Con này là vai 52, dài áo là 75 nha. Đều và đẹp nè, quá là đẹp luôn. Con này xuất sắc, đỉnh là 96%, 96% là cứng ngắc, cứng ngắc 96% mới keng xà beng, chưa được xà beng đâu. Xà beng là phải 98% à. Chốt con này 300.000 mã 68. Tiếp một cái quần này,
Nữa là headline này, quân này cũng của lính Mỹ, chắc phải Caro và 6 tiếng hộp của đây đôn. Bụng của nó là 92. 92 em đôn về 78 được nha. À quên, 88 được, dài quân là 106. Quân này của lính Mỹ hay, của lính Mỹ hay. Ở đây nó bị dính sơn này, dính sơn. Và con này dơ đó. Ở dưới này nó bị dính sơn, dính dơ này. Có dính vài chấm dơ nhỏ nhỏ nha. Tiền nào của đó nha anh em. Ở dưới ống quần cũng dính dơ này. Qua bên này, chỗ này nó có vết ỉn nút một chút. Ở đây nó dơ một chút siêu này. Ở đằng sau bờ mông này nó bị dính dơ nha em. Dính sơn này. À, ok. Chỉ có dính sơn thôi, cái quần này thì cũng tha hồ anh em sử dụng ha. 250 mã 69 hết rồi. Em cảm ơn tất cả anh chị em và hẹn gặp lại anh em trưa nay 11 giờ em lại tiếp tục like nhé. Em bye ạ.